cho máy tính bảng giá rẻ để học online. Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trời Studio, tiếp tục trong series tư vấn những thiết bị để học tập cũng như làm việc online tại nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn máy tính bảng, bởi vì hôm trước thì mình đã có một video làm về laptop này, là một video sử dụng những chiếc máy của Samsung để thay thế cho laptop này. Thì hôm nay tới với máy tính bảng, thì đây chính là con iPad Air 2, một sản phẩm rất là sáng giá ở với group tầm giá dưới 5 triệu mà nó có khá nhiều những điểm tốt. Vậy thì những điểm đó là gì và những điểm đó nó mạnh như thế nào so với những máy Android khác, những máy tính bảng Android khác ở tầm giá này, thì hãy cùng mình chia sẻ kỹ hơn về con iPad Air 2 nhé. Nếu như các bạn đã quan tâm đến những chiếc máy tính bảng, những chiếc iPad, những chiếc iPhone giá tốt thì có thể tham khảo tại Di Động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Thực chất mà nói thì con iPad Air 2 này hôm trước mình đã có một video chia sẻ đến cho các bạn rồi, những gì mà nó còn làm được, hiệu năng của nó ra sao và trải nghiệm thực tế của nó hiện tại là như thế nào, có còn tốt hay là không, có còn mượt mà hay là không, mở app delay hay là không. Thì các bạn có thể xem lại ở ngay cái tab mà mình gắn ở trên đây nhá. Thế nhưng mà ở trong video này chúng ta sẽ phải đưa ra được những cái điểm tốt ở trên con iPad Air 2 để xem là tại sao mình lại recommend các bạn lựa chọn con máy này ở group tầm giá dưới 5 triệu, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên dưới 5 triệu là con máy phiên bản Wi-Fi nhá. Con của mình đang cầm là con 4G nên nó sẽ đắt hơn một tí. Thứ nhất, đây là một con máy có màn hình cực kỳ đẹp ở phân khúc tầm giá này để cho các bạn có thể sử dụng cho con trẻ học online hoặc sử dụng để cho các bạn sử dụng để làm việc với thời gian dài trên cái màn hình này. Nó sẽ là màn hình 9.7 inch theo tỷ lệ là 4:3, độ phân giải chúng ta sẽ có là 2K Retina. Cùng với đó thì nó sẽ sử dụng tấm nền IPS. Với cái màn hình như thế này mà so sánh một số những chiếc máy tính bảng khác ở trong cái tầm giá này thì mình thấy đa số nó đều là màn hình Full HD đổ xuống mà thôi. Rất hiếm chiếc máy nào mà có màn hình 2K và đẹp được như chiếc máy này. Thêm nữa thì đối với con iPad Air 2 này thì cái màn hình của nó lại là màn hình Intel nữa, thế nên khi mà so sánh với những con iPad Gen hoặc là với những chiếc iPad mini 2 hay mini 3 như thế này ở cùng tầm giá thì rõ ràng màn hình của con này nó trong hơn, màu sắc nhìn đã hơn, và như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cho các bạn về cái vấn đề đó là kích thước lớn để cho con trẻ khi mà học online nhìn rõ ràng hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái hiển thị của nó đẹp, màu sắc nó ngon và tương phản nó tốt thì nó cũng sẽ giúp cho mắt của trẻ em khi mà nhìn vào sử dụng học trong thời gian dài nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó sẽ không bị hư hại mắt. Thì đó là hai cái điểm rất là sáng giá, rất là tốt ở trên màn hình của iPad Air 2 mang lại cho các bạn. Đến với vấn đề thứ hai, đó chính là độ bền cũng như là cái mức độ dễ dàng sửa chữa của nó trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Bởi vì các bạn biết rồi, đối với những chiếc máy tính bảng thì khi mà chúng ta sử dụng và hoạt động trong thời gian dài thì có thể là nó sẽ bị gặp lỗi lọ lỗi kia. Nếu như các bạn sử dụng những chiếc máy tính bảng Android mà đời nó cũng hơi cũ cũ, ví dụ như là con Mi Band 4 ở tầm giá này này, hay là sử dụng những con máy tính bảng Fujitsu hay là một số những con máy tính bảng sách tay khác ấy, thì có thể là cái linh kiện của nó sẽ hơi khó kiếm, nhỡ may trong quá trình mà các bạn sử dụng, không phải là lỗi tự nhiên nhé, mà các bạn nhỡ may làm bể kính chẳng hạn, hay là chúng ta làm hư hỏng màn hình thì việc thay thế và sửa chữa cho nó khá là khó. Còn chiếc iPad Air 2 này là một trong những dòng máy tính bảng nó rất là phổ biến, nên bất kỳ những lỗi gì xảy ra trong quá trình sử dụng ở thời điểm này hay là năm sau, hay là năm sau nữa, thì việc tìm kiếm linh kiện và sửa chữa nó cũng cực kỳ dễ dàng. Chẳng nói đâu xa, đối với những con iPhone 5 bây giờ đấy, các bạn thấy đi, iPhone 5 bây giờ đi sửa chữa thay màn hình vẫn đầy nham nhảm luôn, không khó một tí nào cả. Nhưng với những cái chiếc điện thoại ra mắt cùng với iPhone 5 bây giờ thì đố các bạn kiếm được linh kiện mà thay thế cho nó một cách dễ dàng được ấy, khó lắm. Thế nên rõ ràng về mặt độ bền cũng như là về cái khả năng dễ dàng sửa chữa của cái máy tính bảng này, nó cũng sẽ là cái điểm thứ hai mà mình recommend để cho các bạn lựa chọn nó ở phân khúc tầm giá là 5 triệu đồng. Cái điểm thứ ba đó chính là hiệu năng của nó vừa đủ mượt để chúng ta có thể làm việc cũng như là dùng những ứng dụng liên quan đến học tập Zoom riếc này kia. Đối với một con máy tính bảng cấu hình của nó quá cao thì bên cạnh việc học tập thế này thế kia thì có thể là con của bạn sẽ sử dụng nó để chơi game nữa. Và đó là cái vấn đề mà không phải nhiều phụ huynh thích, đúng không ạ? Có thể là các bạn vẫn sẽ đồng ý cho con chơi game sau một khoảng thời gian học tập, nhưng mà nếu như nó lạm dụng quá là nhiều và nó bị say mê quá là nhiều và sử dụng cái máy tính bảng nó chơi game quá là nhiều thì đó lại là một cái tác hại.
thì iPad Air 2 nó sử dụng con chip Apple A8X cùng với 2GB RAM. Đây là một cái cấu hình mà mình đánh giá là nó chỉ vừa đủ mượt để sử dụng những tác vụ như kiểu là văn phòng, Word, Excel ở trên đây và sử dụng Zoom để có thể học tập mà thôi, hay là cùng lắm là lướt YouTube xem này xem kia. Chứ còn khi mà sử dụng cái máy tinh bảng này để mà chơi Liên Quân thì cái trải nghiệm trên nó chơi chỉ được 30fps, hay là khi mà chơi cái tựa game PUBG, trải nghiệm chơi game của nó chỉ được 20fps, thì cái việc sử dụng nó để chơi game á, nó sẽ hơi khó chịu một tí đối với những người lớn như chúng ta. Và đối với bọn trẻ đấy, khi mà nó nhìn, nó chơi những game đấy nó không được quá mượt, không quá sướng, thì có thể sẽ làm cho bọn nó bị nản và nó sẽ không còn sử dụng những chiếc máy tính bảng này để chơi game nữa. Thì đây nó cũng sẽ là một cái điểm gọi là bất lợi một tí, nhưng mà nó lại là có lợi khi mà chúng ta áp dụng vào trong trường hợp không muốn con trẻ lao đầu vào chơi game trên những chiếc máy tính bảng như thế này, đúng không ạ? Rõ ràng khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc máy tính bảng ở tầm giá này thì chúng ta sẽ tập trung nhiều nhất vào cái vấn đề thứ nhất, đó là cái màn hình của nó đẹp, thứ hai độ bền của nó tốt, và thứ ba đó là hiệu năng của nó vừa đủ để đáp ứng những nhu cầu, những công việc ở thời điểm hiện tại, không bị giật lag trong quá trình mà chúng ta sử dụng và không bị gặp những lỗi này lỗi kia, không bị crash app trong quá trình mà chúng ta làm việc. Thì đó đã là những thứ mà chiếc iPad Air 2 đang làm rất là tốt ở những vấn đề này. Và trên đó là những chia sẻ của mình về những điểm mạnh của iPad Air 2 trong phân khúc tầm giá dưới 5 triệu, xứng đáng để lựa chọn sử dụng làm máy tính bảng cho con cái học hành và cũng như trở thành chính chiếc máy tính bảng để cho các bạn có thể sử dụng làm việc thay vì việc là lựa chọn những chiếc máy tính, đúng không ạ? Và thêm nữa thì đối với con máy tính bảng này, khi mà các bạn nằm lên giường thì các bạn vẫn có thể làm việc một cách rất là dễ dàng, lướt lướt trên màn hình ngon lành luôn. Còn các bạn thấy sao về iPad Air 2 ở tầm giá này? Xin comment để lại ý kiến của các bên dưới, và theo các bạn ở tầm giá này có con máy tính bảng nào xứng đáng để lựa chọn hơn iPad Air 2 hay là không? Hãy để lại ý kiến cá nhân của các bạn phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn video này thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.